Wow, công nhận nghe, lột xác hẳn đi luôn đó. Em có thấy khác hẳn với ngày trước không? Em thấy nó kỳ quá à. Mặt hở hang như vậy chắc ra đường người ta thấy người ta cười chết luôn á. Em nhà quê thiệt đó. Vậy là quá đẹp rồi. Mình á, mình đẹp mà, mình phải khoe chứ, em thấy chị không? Dân Sài Gòn á, mặc đồ vậy là bình thường thôi. Vài bữa nữa em sẽ quen thôi, ha. Mà công nhận á, em không ngờ á, chỉ là nhân viên thôi á, mà chị mua sắm cho em quá chừng đồ như vậy. Nhân viên của chị á, đứa nào cũng được chị chăm sóc như vậy hết á, không phải chỉ riêng mình em đâu. À, chị Diễm, vậy chừng nào em mới được đi bán vậy? Để coi à, mấy bữa nữa đi. Mấy bữa nữa cho đầu tháng rồi tính lương luôn cho dễ nghe. À chị, cái chuyện mà bữa trước em nhờ chị á. Chuyện điện thoại đúng không? Dạ. Được rồi. Nhưng mà mấy bữa nay á, chị lu bu với em quá trời, em có thấy không? Để vài bữa chị rảnh rỗi thì em sẽ có thôi ha. Yên tâm đi nha. Dạ. Gì? Định gọi cho Hai Hiền đúng không? Lấy điện thoại chị nè. Dạ thôi, được rồi chị Diễm. Khi nào cần á thì em sẽ nhờ chị liền à. Ủa, mà chị Diễm sao em không thấy tía má của chị ở đây vậy? Tía má chị hả? Chị mua nhà riêng cho tía má chị ở rồi, chứ ở chung vậy á bất tiện lắm ha. Vậy là hai bác ở chung với anh Hai luôn. Chị Diễm, ông ấy vài bữa nữa mình rảnh rảnh á, cái chị chở em qua bên đó thăm hai bác với lại anh Hai luôn ha. Để vài bữa chị rảnh chị chở em đi ha. Dạ. Bây giờ ngồi yên đó cho chị coi, chụp hình nha. Ê, chi gì chị Diễm? Em đẹp như vậy á, chị phải chụp hình lại chứ. Chị gửi gì cho Hai Hiền coi. Ê, ôi, không được vậy đâu chị Diễm. Ôi, tía má em hả, mà thấy em ăn bận giống như vậy chắc tía má em giết em chết luôn á. Thôi em không chịu đâu. Thì chị sẽ nói với Hai Hiền á, giấu tía má, chịu chưa? Em... Thôi mà, chị tốn biết bao nhiêu công sức, tiền bạc để biến cho em vậy nè, từ dịch bầu trở thành thiên nga như vậy. Chị phải chụp hình lại chứ. Chụp hình lại để gửi cho Hai Hiền coi. Chị phải khoe với Hai Hiền chứ. Chụp hình nha. Đẹp quá nè, tạo kiểu đi. Thôi đi em đừng có che, kỳ quá, bỏ xuống. Đẹp mà. Bỏ tay ra. Đẹp lắm luôn đó. Qua đây, đổi kiểu đi, đứng lên. Trời ơi, đẹp quá. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Đẹp quá nè, em dán tóc lên. Dán tóc lên, mau lên. Đó, đúng rồi, đẹp quá. Đẹp quá trời luôn á. Đẹp quá. Không sao đâu em, ảnh vậy đó, coi hình nè, em coi hình đi. Đẹp không? Trời ơi, đẹp chưa? Cái máy này chụp đẹp quá à. Rõ ghê luôn á. Đây nè. Đã đi. Trời ơi, đá kiểu gì không biết nữa. Trời ơi. Chặt trời ơi, tới rồi. Chán thiệt á. Quá. Ê, qua đây nè. Sút. Sút trời ơi chưa. Trời ơi. Bây giờ là đồng anh nữa trái bảy đâu. Đã nhiều. Dưới 10 trái. Dưới 10 trái không? Rồi. 20 trái. Nhiêu? 20 chai hả? Rồi 20 chai luôn hả? 6 đâu? Trên 7 chai. 7 chai hả? Chơi luôn. Rồi, tìm bao nhiêu? Chơi luôn, chạy nha. Hả? Chơi luôn bao nhiêu? Bao nhiêu nữa? Rồi. Bao nhiêu không? Rồi 2 chai. 15 chai luôn. Rồi 15 chai có luôn. 15 hả? Rồi. Có luôn. Phải không? Có 6 à. Rồi sao? Vô 2 rồi hả? Hả? Đủ 2 chai. Rồi, chạy ra này. Rồi. Lên. Lên bạn đi. Chung tiền đi mấy cha. Trời ơi, tự trả lấy tiền đã. Cho tiền đó mày. Đây, em còn có nhiêu tiền lại nè mày. Cho em nợ nha. Nợ gì nữa mày? Đây. Sợ vợ chưa đá banh chi vậy mày? Em. À, đủ nha. Rồi cảm ơn nha. Thôi đưa tiền đi, chung tiền đi. Nhanh đi. À, 10 triệu nữa nào. Đủ nha. Đủ không kìa. Chơi về cá độ. Này sớm như vậy. Để cả cầm hết tiền lát bao luôn nha. Quá. Được rồi. Tụi mày làm tốt lắm. Cầm lấy. Dạ, cảm ơn đại ca. Nó đá gì đâu á, đẩy xe luôn. Anh, nếu như anh không triệt ngay để tiệp sẹo liên minh với Tám Mặt Quỷ, tụi nó sẽ trở thành một thế lực thực sự nguy hiểm đối với mình. Xin anh cho em ý kiến chỉ đạo. Hiện giờ Tám Mặt Quỷ vẫn chưa dám nhận lời, có đúng không? Dạ. Nếu hắn đã muốn chống ta thì đã theo hiệp sẹo rồi. Mình đã cam kết để yên cho hắn làm ăn, thì hắn không ngu gì mà liên minh với tên kia để rước họa vào thân. Dạ, nói gì thì nói, em vẫn để tên nội gián theo sát Tám Mặt Quỷ. Còn tiệp sẹo, em nghĩ cũng đã đến lúc xóa sổ hắn rồi. Chú nghĩ như vậy thật à? Dạ. Thị trường hàng đá bây giờ do hắn lũng đoạn thao túng hết. Nếu mình diệt hắn thì sẽ tăng được thị phần ở mảng này. Hơn nữa thêm được mấy cái vũ trường của hắn cũng tăng doanh thu đáng kể anh à. Lịch của hắn ra sao? Dạ, theo điều tra của em thì hắn chỉ được một số quan chức ở địa phương hậu thuẫn. Hiện tại cứ an bình bất động, tập trung khoanh vùng theo dõi tiệp sẹo, xác định các quan chức địa phương đó là ai, rồi ta tính tiếp. Dạ. Dạ, có chuyện rồi ông lão ơi. Cái gì? Chết rồi. Tên nhà báo nhấn mạnh Dũng Mụn chính là trùm đường dây cá độ đá banh. Cũng may là hắn viết tắt là chữ D Mụn thôi. May mẹ gì may. Nếu muốn biết đây là ai thì khó gì. Bây giờ hắn bị lộ tẩy rồi, tính sao đây anh? Dũng Mụn là tên võ viện nóng tính, lập tức ra lệnh cho hắn không được manh động. Mặt khác, chú tiếp cận tay nhà báo, mua chuộc và đe dọa hắn để cho hắn im miệng lại. Dạ. Thưa anh, nếu tay nhà báo này vẫn còn ngoan cố thì có được quyền xử lý không anh? Chuyện đó tính sao? Dạ. Nên nhớ nguyên tắc của tổ chức phải được thực thi triệt để. Dạ, em hiểu rồi. Mẹ nó, thằng nhà báo đó là thằng nào? Dám phá đồ cơm của tao vậy? Nó đang báo tùm lum như vậy á. Thêm nữa, cái mặt đại ca xuất hiện ở trên đó, trước sau gì cũng bị công an tóm cổ là cái chắc. Bây giờ chuyện qua sòng bài của anh Siêu một thời gian nghe đại ca, để mọi chuyện lắng xuống á, rồi mình về lại. Cái gì? Mày nghĩ tao lại mà phải sợ hả? Tao qua thằng Siêu sủi trốn, giang hồ của tao ra cái gì? Chứ bây giờ á, mình đi long nhong ngoài đường nguy hiểm lắm đại ca. Tụi bay đừng có lo, có chuyện gì á ông lão sẽ đỡ cho tụi mình. Còn bây giờ mày đi tóm cổ thằng nhà báo về đây cho tao xử lý. Đừng manh động. Ông tới đây làm cái gì? Chuyện tôi để tôi lo. Tao vừa họp xong với ông lão về. Ông nói rất đúng. Mày đúng là cái thằng võ biền thất học. Cái gì? Ông nói tôi thất học hả? Ít ra tôi cũng biết đọc chứ bộ. Nếu không sao tôi biết thằng nhà báo này dám cả gan chơi tôi. Im đi. Mày nên nhớ là nguyên tắc của tổ chức là không được động tới cảnh sát, nhà báo, biết chưa? Bây giờ tôi lộ tẩy rồi, làm ăn gì được nữa. Theo chỉ đạo của ông lão, chú mày phải lặn một thời gian. Chờ khi nào sống yên miễn lặng thì hãy trở về. Còn chuyện chính quyền, tao sẽ giải quyết cho em thấm. Nếu mà tôi biến á thì đường dây cá độ này cũng sẽ chết luôn. Đương nhiên nó phải giảm bớt hoạt động. Mày đã phạm phải sai lầm quá lớn. Mày chường cái mặt móc công khai như vậy, nhưng từ đây về sau sẽ không còn cơ hội như vậy nữa. Ý ông nói là sẽ có người khác thay tôi điều hành cá độ đá banh à? Đúng. Ai? Chú Quy sẽ tạm thay mày cho tới khi mày trở lại. Thằng Quy, anh nói thiệt mày, mày từng chơi cá độ trận banh nào chưa? Dạ chưa. Ông thấy cho ông tính, thằng lính ruột của ông á, nó chẳng biết con mẹ gì về banh bổng hết. Vậy mong vào mạng lưới đá banh cho nó là sao? Tao nói cho mày biết, thằng Quy chỉ cần cái đầu điều hành là được rồi. Hơn nữa cũng hoạt động cầm chừng thôi, không rầm rộ như trước đây. Dù lớn dù nhỏ gì á thì còn phải biết về bóng đá chứ. Chỉ huy mặt trận mà không biết bắn súng, chỉ huy con mẹ gì. Dạ, anh yên tâm. Thật ra tôi chỉ làm giảm việc được dây cá độ của anh thôi, để tránh tay bắt chính quyền. Mày đừng có dụ tao. Mày là thằng chuyên gia kinh tế, không có tao ở đây rồi mày phùng phép đút túi riêng, ai biết được. Tôi nói cho ông biết, cái mạng lưới cá độ đá banh này á là do một tay tôi lập nên trước khi tôi gia nhập tổ chức, nên ông lão không có quyền gì bắt tôi phải giao nó cho kẻ khác. Mày nói hay lắm. Chẳng lẽ mày không nhớ lý do mày cầu cạnh xin ông lão thu nạp mày sao? Tao còn nhớ lúc đó mày bị cảnh sát đánh tơi tả. Mày sợ quá nên mày bám víu ông lão xin cầu cứu. Bây giờ mày dám giở trò lật lọng giống Ân vậy hả? Chính nhờ bàn tay của tao với ông lão cho nên mày mới được bình yên như ngày hôm nay. Ngay cả khách sạn này nè, ông lão cũng cho tiền mà chuộc lại, đúng không? Bởi vậy mỗi tháng tôi phải cúng 50% lợi nhuận cho tổ chức. Các ông muốn quậy gì nữa? Mày nói gì hả? Anh à, bỏ đi anh. Đúng, đó là luật của tổ chức. Bây giờ mày có hai lựa chọn. Một là làm theo lệnh của ông lão, hai là rời tổ chức. Chọn đi. Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo lệnh của ông lão. Nhưng giấy có mọc con ó đâu. Không cần giấy. Bây giờ lệnh của tao là lệnh của ông lão. Ngay trong ngày hôm nay, chúng quy sẽ thiết lập lại mạng. Mọi bách quật sẽ được đổi mới. Còn mày, mày lo mày lặn đi. Tới khi nào thấy êm, ta sẽ cho trở về. Nhớ đó. Mẹ nó, tự nhiên giơ cái mỏ vàng này cho thằng Quý bác học. Bác học đi cùng mẹ gì vậy đám anh? Bây giờ mình tính sao đại ca? Thì phải lặn thôi chứ sao giờ. Dạ, cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ quyết tâm theo đuổi vụ án này tới cùng. Dạ, dạ. Alo, dạ tôi nghe đây. Dạ, chị vui lòng chờ số báo kế tiếp đi chị ha. Dạ, cảm ơn chị. Sau khi bài báo được phát hành thì nhiều độc giả gọi điện tới chúc mừng tòa soạn đã can đảm phanh phui đường dây cá độ quy mô lớn. Nghe những tin này em càng có nhiều động lực hơn nữa. Em quyết lần tới cùng hang ổ của bọn chúng. Cậu nói lần tới cùng là sao? Em điều tra ra được mạng lưới cá độ của Dũng Mụn có thể nằm trong một hệ thống tội phạm được tổ chức vô cùng phức tạp và tinh vi. Nhưng quy mô ra sao, mức độ như thế nào, ai là trùm thì vẫn còn là một ẩn số. Ồ, ghê gớm vậy sao? Dạ. Thôi được rồi, tôi giao cho cậu tiếp tục điều tra vụ án này. Có gì thì tôi sẽ nhờ công an hỗ trợ cho cậu. Dạ, em cảm ơn tổng biên tập. Em xin phép. Ừ. À, Tuấn Đăng. Dạ. Cậu có biết là cậu đang điều tra một vụ rất là nguy hiểm không? Dạ, em biết chứ tổng biên tập. Cho nên cậu phải hết sức cẩn thận. Bọn tội phạm bây giờ liều lĩnh và nguy hiểm lắm. Cố gắng nha. Dạ. Mời ngồi. Cảm ơn anh. Chào anh. Xin lỗi, anh có phải là... Tôi là người đã gọi cho anh đây. Anh nói anh là đàn em trước đây của Dũng Mụn à? Đúng. Anh gặp tôi để cung cấp thông tin đúng không? Đúng rồi. Một thông tin rất quan trọng. Từ từ, để tôi lấy máy ghi âm lại. Không cần, tôi nói luôn. Anh mà còn viết bài đụng chạm đến anh Dũng nữa thì tôi sẽ giết anh. À, thì ra anh là đàn em của hắn đến đây để hù dọa tôi đó hả? Tụi tôi cũng biết luật chơi. Ừ, anh cầm lấy rồi câm miệng lại, bằng không tôi sẽ cho anh im tiếng vĩnh viễn. Xin lỗi, anh đã chọn sai người và đặt sai vấn đề. Mẹ nó, rượu mời không uống, muốn rượu phạt. đề ra. Phương án 1 đã thất bại. Được rồi, anh Tư hả? Em đây. Dạ, em có chuyện gấp muốn gặp anh. Dạ, chỗ cũ ha. Ok, nghe theo đi. Coi sao, từ từ, chậm chậm. Đúng là nhà của nó rồi. Thôi đi, đi. Dạ, anh Tư giúp em đỡ cho thằng Dũng qua vụ này. Cái tay nhà báo đó có khả năng sẽ khui ra đường dây trong những số tiếp theo. Cần đây. Hắn chê tiền hả? Quá là trung thực. Anh Tư à, mình có nên dùng biện pháp mạnh với hắn không anh? Không nên làm bậy lúc này. Chú không biết sáng nay mấy sếp kêu tôi lên à? Họp về chuyện của Dũng Bụng sao? Tình hình sao rồi anh? Bây giờ báo chí đang làm âm cái vụ này lên. Phải dùng hình nhân thế mạng chứ sao? Em không hiểu ý của anh. Cái gì? Mới hồi chiều tôi đã chuyển hết thu nhập trong năm nay cho tổ chức để chạy án rồi mà. Bây giờ ông còn đòi hình nhân thế mạng nữa là sao? Chưa đủ. Tiền bạc chỉ để rửa tiền, hòng giảm nhẹ tội. Nhưng vẫn cần một hai đứa đứng ra hứng đòn. Nếu chúng mày không muốn, tự đẩy mình vô tù. Nhưng mà ai sẽ chịu tội cho tôi? Trong hai đứa bay, thằng nào chịu làm lê lai của Chúa? Tụi bay. Luật của tổ chức chắc là ai cũng biết. Trong suốt thời gian ở tù sẽ được thăm nuôi đều đặn. Vợ con ở ngoài đời sẽ được tổ chức chăm lo chu đáo tử tế đến khi ra tù. Nè, đây là cơ hội để cho anh em thể hiện sự trung thành, tình huynh đệ với tổ chức. À, hơn nữa mình có người bên công an nên không cần phải lo lắng đâu. Giảm xung phong đại ca. Em nữa. Tốt. Tốt lắm. Bởi vì anh sẽ không quên ơn đâu. Bây giờ tôi có thể ăn ngon ngủ yên rồi đúng không? Đúng. Nhưng mà trong thời điểm chú mày lặn, lặn một hơi thật sâu, tới khi có lệnh mới của tổ chức. Tao nhắc lại, toàn bộ các trang mạng của mày tổ chức đã tiếp quản, mày không còn đụng vô nó nữa được đâu. Nhớ đó. Đi theo tôi sẽ chỉ cách khai báo với công an khi bị bắt. Vậy là mình ra biên giới với anh Xỉu hả anh? Ra biên giới có đánh bài, có gái, được hả đại ca? Cái cùng này mày chứ gái đi. Đồ ngu, đồ kiếm cớ để tao đi là một đi không trở về đó. Còn mất tất cả. Đâu bò. Nhưng mà mình đâu còn đường nào khác nữa đâu đại ca. Thôi để em vô em chuẩn bị đồ nha đại ca. Mấy bữa nay mày có chơi bị Dũng mụn không? Tao lo mày. Tôi đâu có máu cá đồ đâu anh đâu chơi. Hên cho mày đó, mày chơi là công an hốt mày luôn đó con. Tao nói thiệt mày, mày đừng có ngu nghe chưa. Ê, tụi bay đang nói chuyện về Dũng mụn hả? Chị, trời ơi mấy hôm nay báo chí nó đăng y xèo luôn. Mấy cái ổ cá độ đá banh bên đó bây giờ nó bể hết trơn rồi. Trước sau gì nó cũng mệt với công an luôn. Sao tao không nghe ông Hải nói gì hết trơn vậy? Trời ơi, ông Hải á, ông dắt gái qua biên giới rồi. Chị không biết hả? Hèn chi, hồi tối nay không về nhà. Tao cứ tưởng nó ở lại đây ăn nhậu không hả? À chị, nghe nói là ông Dũng á có liên quan tới tổ chức của mình phải không? Mày hỏi chi? Nhiều chuyện quá. Hỏi để biết thôi. Làm gì mà lâu dữ vậy? Từ nãy giờ chưa xong nữa. Mà tôi thấy kỳ kỳ á nha. Bà này với ông Hải á, không biết á, phải vợ chồng thiệt hay không nữa. Thấy không ai quan tâm tới ai. Lạ thiệt. Bà với ông Hải ly thân nhau lâu rồi. Cái vụ mà ông Hải tém mi phải không? Chứ còn gì nữa. Mà con mi nó cũng ngu. Tánh tình ngang ngạnh không có bỏ. Nó cứ chống bà hoài nữa bà ghét. Tôi nè, ông nhìn tôi đi nha, nhìn kỹ mặt tôi nha. Tôi sẽ phấn đấu giống ổng. Tôi sẽ là một đại ca. Bao nhiêu con gái tôi tha hồ tôi tém hết. Đúng rồi. Mình cứ tém được cái nào mình cứ tém. Mày khùng quá. Tao còn chưa dám mơ nè. Đừng nói mày với con. Thôi, khó quá. Bỏ qua. Xong chưa chú? Dạ. Xong hết rồi anh. Em vừa chuyển 1 triệu đô tiền lời từ sòng bài của Dũng Mụn qua tài khoản bên đó. Liệu cảnh sát kinh tế có mò ra được không? Không đời nào đâu anh. Em dùng tiền thật chuyển qua tiền ảo, rồi chuyển vào tài khoản ảo. Sau đó em dùng tài khoản thật của hacker chuyển số tiền đó vào tài khoản hợp pháp của mình. Một cách rửa tiền kiểu mới. Chuyển tiền bẩn thành tiền sạch một cách dễ dàng. Chú giỏi thiệt đó nghe. Anh à, chuyện của Dũng Mụn, anh nghĩ coi nó có ngoan ngoãn giao toàn bộ cho em quản lý không? Như vậy càng tốt. Anh sẽ có cái cớ để bứng cái gai trong mắt của mình. Cứ đợi xem hắn sẽ làm gì. Vô. Dạ. Anh. Em. Anh nè, anh bo cho em thêm đi. Tại vì hồi nãy anh làm lố em 10 phút rồi. Chuyện nhỏ. Nè, 200 đô đủ chưa? Cảm ơn anh. Đi anh. Chào em. Anh. Vui vẻ không anh? Cảm thấy thoải mái không? Đương nhiên rồi. Ở đây còn ai hơn mi nữa. Mà sao không thoải mái? Anh thử bé Hằng chưa mà nói vậy. Rồi, nhỏ Hằng đó sao có cửa so với mi được. Trời ơi, anh biết không, vậy mà có người á đòi bán em qua bên biên giới của Campuchia đó anh. Ai? Em nói coi. Anh sẵn sàng bỏ tiền ra để chuộc em làm bé. Bao nhiêu em nói đi. Anh biết không, 10 người mà hết 9 người ngủ với em, nó y chang cái câu anh nói gì đó. Nhưng mà đâu có được, em phải suy nghĩ cái đã. Sao? Mình đi anh. Anh, em xuống trước. Khoan đã, đi qua đây với em. Anh có nhớ hôm trước anh nói gì với em không? Ủa, nói cái gì là nói cái gì? Hôm trước anh dặn em á, kêu em tìm cô nào còn con gái cho anh để anh xả xui đó, anh nhớ không? À, anh nhớ rồi. Mà giờ anh hết xui rồi, nên là anh không cần lắm. Chỉ cần có bé My là đủ rồi. Khoan. Trời ơi, anh gấp gáp cái gì? Cứ coi hình con bé này rồi anh quyết định. Nghe. Wow, trời đất, con gái vậy mà hết sảy vậy. Sao? Anh có muốn được diễm phúc, biến cô gái này thành đàn bà không? Bà, sao anh nhìn thấy nó lú lú làm sao á? Hương đồng cỏ nội mà anh, hàng hiếm đó nha. Anh không hốt, người khác hốt thì đừng có tiếc. Ok, giá bao nhiêu? giá hả? Giá thì cũng mềm thôi. Trời ơi, nhìn cái mặt kìa, nhìn cái mặt lo kìa. Anh yên tâm đi. Nhưng mà được cái á, hình thức bốc tem nó khác truyền thống một chút.